Thưa các bạn, hôm nay Đức sẽ làm món tôm hùm hấp bia. Đây là ba chú tôm hùm Đức vừa mua nha, con sống nhang răng. Vào bò này. Sau khi rửa xong thì đã cho các chú tôm lên nồi. Đức sẽ mở một lon bia. Rồi, rưỡi lên. Mát mẻ lắm, yên tâm, mực bia này mát mà. Ui dồi. Rất mát. Các chú tôm rất thích. Mát mẻ. Rồi. Hấp một lon bia nha các bạn. Đấy, con tôm nó dữ quá các bạn ạ. Bắt đầu vàng rồi đây các bạn. Ta lại ấp lại. Thưa các bạn, sau khi luộc thì các chú tôm nhà ta đỏ rất đẹp bạn. Đây là tôm nó sống nha, đỏ đẹp. Tôi sẽ tắt và vớt ra một chú, hai chú, ba chú là to nhất này. Đây là mỏ tôm hấp bia. Đây, giờ chúng ta cùng chấm muối tiêu nha bạn. Anh đi mà. Không, anh đâu có thích đâu. Muốn bóc cái đầu ra nè. Quá nóng hết các bạn. Bắt cái này khó khăn lắm ấy. Wow, vậy là bóc được nguyên cái đầu ra. Hay quá. Đây là bên trong con tôm. Thôi xíu nó quay đi bạn ơi, nóng quá bạn ơi. Thôi nóng quá, từ từ lúc ăn rồi quay tiếp. Đây là con tôm sau khi đã được lột ra nguyên khối. Nói chung là điều nghề lắm. Đấy, đưa lên coi. Yeah. Rất là đẹp, do là chậm muối tiêu ăn luôn được cái này. Rồi, bạn kia anh sẽ là người được thưởng thức đầu tiên trong cái món này. Rồi, mời bạn Kỳ Nam. Bạn Kỳ Nam sẽ ăn món đầu tiên. Ngon không con? Ngon không? Con thích không? Lần sau ăn được không? Lần sau học giỏi kiếm tiền mà mua mà ăn nghe. Thật ngu là đi bảo với số á. Biết không? Bảo với số thì bao giờ có mà ăn đâu, nghe không? Hoa máy trúng cho số thì được ăn tiếp. Rồi. Yeah, ngon nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi clip món tôm hùm hấp bia.